hại này. Hàng ngày cô vẫn lau dọn mà nó có làm sao đâu mà phải thay thế mới sửa chữa. Sao bây giờ nó lại như thế này nhỉ? Ý cô là đã có người đến thay thế sửa chữa nhưng mà cô không biết. Có thể Cô giúp cháu nhớ kỹ lại xem quanh khu vực này có vật gì to, đặc ruột, dễ cầm, chẳng hạn như là bức tượng, tấm phù điêu hay chậu hoa, bình hoa gì không cô? Cháu cho cô xem lại cái phía trên đi. Dạ. Cái chỗ này này, mọi khi nó có một cái bình hoa to. Sao bây giờ không thấy nó đâu nhỉ? Chúc mừng huynh đệ đã là người chiến thắng. Phần thưởng lần này là bất cứ thông tin nào mà huynh đệ muốn biết. Vậy muốn biết thông tin về một ai đó, bạn làm được chứ? Phần thưởng lần này, bạn muốn lựa chọn để tìm hiểu thông tin của ai nào? Nói nhanh, đừng loanh quanh. Không. Tôi muốn biết thông tin về chính bản thân mình. Tôi là cô Nhi. Gần đây tôi mới biết. Và tôi muốn tìm hiểu về gia đình thực sự của mình. Nghe như phim nhỉ? Thôi được rồi. Vậy thì bạn cần phải đưa cho tôi thông tin địa chỉ nơi cô Nhi viện đã từng nhận nuôi và một vài thông tin khác như ngày tháng năm nhận nuôi. Gửi nhanh lên, đừng loanh quanh. Tôi sẽ cung cấp những cái mà tôi còn nhớ. Được. Hy vọng đủ thông tin. Để với tới vị trí vết băng dính thì người đó phải cao trên 1m85. Anh cho em mượn. Nhìn quen thế nhỉ? Nó giống miếng băng dính để dán đến camera. Camera. Có lẽ cảnh nó đúng. Tại sao anh lại khẳng định như vậy ạ? Vì còn một điều mà các cậu chưa biết. Thái.